Chào bạn. Chào cô hả? Bạn tên là gì? Tôi tên là Adam. Bạn mấy tuổi? Tôi 9 tuổi. Bạn học lớp mấy? Tôi học lớp 3. Bạn thích ăn cái gì? Tôi thích ăn chè bà ba. À, chè bà ba là cái gì? A sweet soup for dessert. Chè bà ba is a special sweet treat in southern Vietnam.